Bất ngờ anh hai Vũ Linh lại lên tiếng cái sự việc bị quỷ xô từ thiện tại nước ngoài nha cô chú. Và sau đây em xin mời cô chú nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Anh hai bóng bị quỷ xô như thế nào và anh ta lên đính chính ra làm sao nha mọi người. Ok, xin mời cô chú. Tối ngày hôm nay thì tiếp tục bất ngờ khi mà Vũ Linh lại chính thức để mà lên tiếng đính chính một số những cái show diễn nước ngoài của mình. Lý do mình vì sao mà mình không có đi diễn? Bởi vì trước đó là dính vào những cái ồn ào bị hủy show ngay cái giờ chót đó cô chú anh chị. Ban tổ chức nước ngoài, từ phía nước ngoài đó, Đài Loan, Hàn Quốc gì đó cả nhà, thì họ cũng đã lên tiếng, đã gọi là ghi nhận một số những ý kiến của khán giả về cái việc mà mời Vũ Linh sang nước ngoài hát. Khán giả thì họ không đồng tình, nên buộc về phía ban tổ chức đó họ phải gọi là hủy show của anh Linh giờ chót. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta còn nhớ rằng cái việc mà anh Vũ Linh cũng đã lên tiếng gọi là đính chính về cái câu chuyện rằng là lý do vì sao anh không tham gia cái chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ, bởi vì là do tháng 9 này đó anh quá bận, cho nên là không thể tiếp tục tham gia cái chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ, chứ không phải là anh bị gọi là bị đình chỉ hay là bị đuổi này kia như một số những cái lời đồn. Thì mình thấy rằng cái lời giải thích này nó khá là buồn cười cả nhà. Nếu thật sự mà bận rộn ha, thì từ đầu đó đâu có nhận để mà tham gia chương trình làm gì. Bởi vì chúng ta biết rằng nghệ sĩ đó, thì khi họ nhận một cái chương trình nào thì đó đều đã phải có những cái lịch trình từ trước đó, thậm chí là họ có quản lý sẵn rồi, họ có quản lý cái việc làm của họ ở cái chương trình này họ có tham gia, và khi gọi điện đến thì họ ở cái kết thúc là cái thời điểm nào để họ sắp lịch để họ có thể gọi là tham gia cái chương trình đó. Và điều đặc biệt lại là một cái chương trình uy tín như là Chuông Vàng Giọng Cổ đó, thì đang tham gia cái tự nhiên nói trời ơi tôi bận quá rồi, tôi không tham gia nữa. Thì quý vị nghe cái lời giải thích này nó có buồn cười hay không? Khi mà bản thân anh là một gọi là nghệ sĩ ưu tú nữa, chứ không phải là bình thường nha, không phải là nghệ sĩ gọi là bình thường đâu. Cho nên cái việc mà những lời giải thích này thì chúng ta ai ai cũng đều hiểu, đó chính là cái sự lấp liếm cho cái câu chuyện mà bản thân mình, khi mà Đài HTV cũng đã lên tiếng rằng đã làm việc với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và cái việc mà anh này tự động rút lui thì cũng giống như cái câu chuyện mà nếu mà không tự động đó thì người ta cũng sẽ gọi là đuổi này thôi, có nghĩa là đã gọi là khuyên anh này gọi là nên chủ động làm như vậy để không ảnh hưởng đến chương trình khi bị quá nhiều những cái ồn ào xung quanh đến câu chuyện đời tư. Nhưng mà anh lấp liếm thì cũng khá là lộ liễu. Thì mới đây tiếp tục nữa là cả nhà, mới đây tiếp tục anh lên tiếng đính chính chuyện không đi nước ngoài diễn, dù trước đó đã chia sẻ poster và livestream nối về chương trình. Có nghĩa rằng bản thân anh này đã livestream và chia sẻ cái hình ảnh poster của mình có trên đó. Anh sẽ nói rằng anh sẽ đi hát cái chương trình này. Mà điều đặc biệt hơn, cái chương trình này là cái chương trình từ thiện. Anh đã livestream, anh đã thông báo rất là nhiều thứ với khán giả của mình. Rồi, cuối cùng tự nhiên ngày hôm nay anh lại nói rằng anh bận. Thì mình thấy rằng khá là buồn cười với những cái lý do các anh này đưa ra. Bận dữ chưa, mấy bữa gài quý vị thấy là anh hơi vắng bóng, trên thực chất là đi chạy marathon cho vợ và thằng cu cao nha cô chú anh chị. Trong phiên livestream gần đây thì Vũ Linh lên tiếng về chuyện hủy show diễn ở nước ngoài. Đáng lý ra đó thì tháng 9 này Vũ Linh sẽ đi nước ngoài diễn cùng nhiều đồng nghiệp, trong đó có đàn chị là Phượng Hằng. Vũ Linh nói rõ mọi người quan tâm show tháng 9 ở nước ngoài, không biết là Linh có qua diễn không, để những khán giả bên đó đó thì họ mua vé đi xem. Linh xin thông báo là không đi nước ngoài diễn, lý do là bởi ban tổ chức chương trình chọn ngày diễn ngay đợt cúng tổ nghề 11-12 tháng 8. Nếu đi thì Linh sẽ bay vào ngày 11, đến ngày 12 tháng 8 sẽ biểu diễn. Tội nghiệp ban tổ chức đã mua vé và bày tỏ mong muốn Linh sang diễn. Mọi người cũng biết chuyện Linh đang có một đơn vị sân khấu và năm nào cũng làm lễ cúng tổ. Tin nhắn vé máy bay visa của Linh còn đầy đủ ở đây, chẳng qua là Linh chưa có duyên để đi. Đây là chương trình từ thiện, trong quá trình biểu diễn các nghệ sĩ sẽ cùng chung tay để gây quỹ hát chứ không có lương nhé mọi người. Linh thấy mình chưa đủ duyên, vào tháng 12 tới khi ban tổ chức làm lại show thì Linh sẽ diễn. Năm nay đúng dịp cúng tổ nghề thì Linh kẹt cứng lịch rất bận. Trời ơi là trời. Thì cô chú anh chị thấy rồi đó, đây là một chương trình từ thiện. Bản thân anh thì cũng đã hứa rồi, bản thân anh thì đã hứa rồi, cho nên cái việc mà ban tổ chức người ta mua vé
À, cho anh để mà anh đi biểu diễn đó. Thì đó là người ta đã chuẩn bị từ trước rồi cô chú anh chị, nhưng mà cuối cùng giờ phút chót thì bản thân anh lại gọi là hủy show của người ta một cái chương trình từ thiện. Thì quý vị thấy làm sao? À, mà theo thông tin mình được biết rằng đó, kèm theo cái show từ thiện này đúng ra đó thì trước đó anh ta có hai show, một show từ thiện và một show có tiền. À, cho nên anh đã livestream, anh thông báo rằng anh đi nước ngoài để biểu diễn từ thiện. Nhưng trên thực tế là trên đó kèm cái từ thiện là kèm theo một show có tiền, nhưng mà cái show có tiền bây giờ bị hủy rồi, có nghĩa là người ta đã hủy cái show có tiền của anh, cho nên là anh buộc luôn phải hủy lại cái show từ thiện này. Chứ bây giờ đi như vậy gọi là hát không có tiền. Trước đó thì có cái show có tiền thì hát kèm theo, nhưng bây giờ cái show có tiền là bị hủy trước, cô chú anh chị hiểu không? Cho nên bây giờ là anh hủy luôn cái show từ thiện. Trời ơi trời, mình thấy tội nghiệp cái ban tổ chức này. Trước đó thì anh đã nhận rồi, cho nên là người ta đã đặt vé sẵn cho anh, gửi qua cho anh, nhưng mà cuối cùng là anh lại hủy người ta, là hủy ngang của người ta như vậy. Thì người ta đã đặt poster sẵn chừng có tên tuổi của anh. Thì cô chú anh chị thấy đó, bây giờ đi hát, bạn đang hát từ thiện thì lấy tiền đâu ra sống. Trước đó thì phải luôn có luôn cái show gọi là có tiền. Cho nên hai cái show kẹp kẹp chung chung một nơi đó, cũng gần gần xem chỗ nước ngoài, cũng gần chỗ đó, cho nên là cái việc mà anh này nhận, cho nên là như vậy. Chứ bản thân anh lại nói rằng là anh lại lên anh lại thông báo rằng trời ơi anh bị kẹt cứng, lịch anh bận quá, mà tôi thấy vợ chồng anh tối ngày đi chơi không mà livestream bán hàng không bận gì đâu anh hai. Trời ơi anh bận đi gọi là chạy marathon mà, cho cái câu chuyện mà tổ quốc ghi công rồi, cho đến là cái vấn đề của thằng Cu Cao đúng không, những cái âm mưu mà gọi là bày ra trong khoảng thời gian qua đối với chị Ni và em gái của anh, là Hồng Loan đúng không? Thưa quý vị, trước đó thì nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao chưa thấy Vũ Lân chuẩn bị đi nước ngoài diễn show, mặc dù trước đó đó nam nghệ sĩ đã chia sẻ poster của chương trình lên mạng xã hội và còn livestream khẳng định sẽ đi đến đó. Thì quý vị có thể hiểu được rồi, trước đó thì anh quảng cáo rầm rộ, trời ơi tôi sẽ đi hát từ thiện tốt đẹp lắm. Từ thiện thì nghe cái tiếng từ thiện thì quý vị á, nó gọi là nghe hai cái tên, nói chung là rất cái tên từ thiện nó rất là đẹp, rất là tốt, nghe có vẻ như làm những việc thiện việc tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, có những cá nhân thì họ lợi dụng hai cái chữ này và những người nghèo khổ để làm cái gì, để đánh bóng tên tuổi là cái thứ nhất, để tẩy trắng cho mình là cái thứ hai. Vừa qua chúng ta cũng thấy rồi đó, trời ơi, cái sự việc mà bài quốc ca rõ ràng như vậy lên chối nảy này, tuyên bố rằng là sẽ gọi là bị cắt, bị ghép, bị nhét chữ vào mồm. Cô chú anh chị thấy đó, xin lỗi nhưng mà còn tuyên bố kiện người này kiện người kia, trong khi xã hội người ta lên án mạnh mẽ cái hành vi đó là sai lệch, cái hai vợ chồng của anh luôn. Khi mà thoát rồi thì làm sao? Anh chị tung ra hàng tỷ đồng, cái tỷ đồng để mà đi làm từ thiện, lấy ngay cái thời điểm mà dính vào những cái ồn này thì để làm gì cô chú anh chị? Đến bốn tên tuổi tẩy trắng. Từ lúc nào mà mình thấy rằng những cái hành động thiêng liêng này, những người nghèo thì luôn luôn bị các anh chị mang ra là một cái công cụ để mà gọi là tẩy trắng cho bản thân khi mà dính vào những cái ồn ào scandal hoặc là hành vi vi phạm pháp luật vừa qua. Và cũng như trong cái câu chuyện mà liên quan đến cái show diễn từ thiện của bản thân của anh này, chưa nói đến cái câu chuyện mà cái ngày hôm đó cái bài quốc ca thì có cả bản thân anh lại ngồi trong đó, anh ngồi chung với vợ anh lại cổ xí cho hành vi đó. Bản thân anh đó, bản thân người vợ anh đó, có khi đó cô ta không biết đúng không, vô tình đúng không, nhưng mà anh thì sao, anh là nghệ sĩ ưu tú, anh ngồi đó anh cười cợt, anh cổ xí, anh ủng hộ, anh mớm lời, nhưng mà không có lên tiếng gì cả. Phương Lê thì có tiếng lên tiếng xin lỗi rồi, bản thân một nghệ sĩ ưu tú thì ngồi chung như vậy thì chúng ta có nghe được những lời gì chưa? Chưa nghe được lời nào cả cho chú anh chị đúng không, chưa nghe được một lời nào cả. Ngày hôm nay một cái show từ thiện anh lên livestream rầm rầm, tôi sẽ đến đó, quý vị nhớ mua vé đi, tôi sẽ đến đó đi tôi hát từ thiện. Nhưng trên thực tế chúng ta biết rằng là kèm theo cái show từ thiện của anh thì có một cái show cũng gần ở khu vực đó là anh hát có tiền, nhưng mà ngày hôm nay cái show có tiền của anh đã bị hủy trước đó rồi, bởi vì những cái ồn ào, cho nên anh buộc luôn hủy luôn cái show từ thiện này đúng không? Trời ơi vậy là hát từ thiện dữ chưa, tốt dữ chưa anh. Thưa quý vị, lên đính chính khán giả người ta mong trời ơi cái show từ thiện anh hứa anh đi hát rồi sao cuối cùng anh không hát,
đâu có dám nói ra sự thật, nói sự thật thì bị người ta gọi là cười, người ta tẩy chay, phải nói là bận thôi, phải nói là bận rồi gọi cúng tổ cúng này cúng kia đủ thứ, phải nói như vậy thôi con chú chị, không cách nào khác hết trơn á. Ừ. Từ câu trả lời của Vũ Lưng thì có thể thấy anh không bị hủy show như lời đồn thực tế, mà Vũ Lưng chủ động không tham gia show vì lý do liên quan đến cúng tổ. Trời ơi, cái show này là cái show từ thiện, người ta bị hủy là cái show có tiền kìa. Cái show có tiền bị hủy, còn cái show từ thiện ngắt chùa mà nó là hủy làm gì đúng không cả nhà? Ở cái show từ thiện mà bị hủy nữa chứ tôi thấy tôi nhục lắm á. Đúng rồi cô chú anh chị, cái show có tiền bị hủy chứ nói rằng cái show mà đi hát từ thiện mà bị hủy nữa đó thì tôi cảm thấy tôi nhục một ca sĩ, nghệ sĩ, một nghệ sĩ ưu tú mà bây giờ đi hát từ thiện người ta cũng không cho hát đó, khán giả cũng không thèm nghe đó, thì tôi nói là bỏ luôn rồi. Bỏ luôn chứ còn như nè. Mấy bữa đài cô cháu gái cũng đi hát show từ thiện đó. À, cô đang mong man trở lại kiếm những cái show từ thiện để đi hát. Trời ơi mấy anh chị giờ đu ám vô cái hai chữ, hai từ từ thiện để lấy lại uy tín, lấy lại hình ảnh của mình. À, thật ra tốt đẹp con khỉ gì, đúng không cả nhà? Tốt đẹp con khỉ gì? Trời ơi đi hát từ thiện nghe từ hai tiền từ thiện đó, nó nghe nó thiêng liêng quá. Nhưng thật ra mấy anh chị đang dùng hai cái từ đó để lấy lại hình ảnh, đánh bóng tên tuổi của mình thôi. À, đúng không cả nhà? Chứ tôi nói hỏi cái thời điểm mà mấy anh chị đi hát lấy tiền á, mấy anh chị còn danh còn tiếng đó, thì người ta mời từ thiện mấy anh chị có đồng ý không? Mấy chị có hát chùa không? Vân vân. Thưa quý vị, à, còn bây giờ thì cái tên tuổi đã mất rồi, muốn lấy lại như bây giờ cô cháu gái đó, đi hát show từ thiện đó, hát chùa hát miễu hát này hát kia đó, thì ta làm gì? Phải lấy lại tên tuổi không? Chứ bây giờ cái show mà show ngoài ai mời, phải hát cái show đó cho người ta thấy là mình đã quay trở lại đi hát, có đăng Facebook check in đồ này kia kia nọ, để cho người ta biết là mình đã đi hát rồi, có đi hát, mình còn hát, mình là một nghệ sĩ còn đi hát, ca sĩ còn đi hát, chứ lâu quá ông thấy lên ta tưởng đâu mình giải nghệ rồi, đúng không cô chú anh chị? Thì mình muốn vạch mặt cái câu chuyện này ra, bản chất thật cái câu chuyện thật là như vậy, để cho quý vị thấy rằng cái hành vi gọi là lương lẹo rất là lớn của cái anh hai này trong rất nhiều những sự việc. Trời ơi nghe nói hát từ thiện, nghe nói trời ơi nó thiêng liêng quá. Cuối cùng người ta mua vé sẵn cho anh hủy. Chẳng thà anh nói từ trước đi, tới lúc người ta mua vé rồi anh mới hủy, đúng không cả nhà? Bây giờ anh không đi hát thì bây giờ anh nói trước là anh kẹt rồi, ta có vé sẵn hết trơn rồi, năn nỉ anh qua tại vì mua cái vé rồi, buộc phải năn nỉ rồi, chứ giờ mất vé làm sao? Rồi bắt đầu anh lại bùm xô của người ta, cái xô từ thiện. Nếu mà xô có tiền thì anh có bùm không? Anh có bụng vậy không? Trong khi số có tiền thì mất rồi. Trời ơi, mang danh mấy anh chị thiệt, tôi thấy chán hết chỗ nói luôn, chán hết chỗ nói. Đó là cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy cái sự lương lẹo đơn giản và đầu tiên thôi. Còn những cái điều mà đằng phía sau chúng ta vẫn còn chưa được biết. Có lẽ rằng khoảng thời gian tới dần dần thì cũng sẽ gọi là Ni cũng sẽ làm rõ chúng ta được hiểu hết. Có những thứ mà mình thấy rằng bản thân Hồng Loan cũng chưa muốn nói rõ, bởi vì còn nghĩ rằng đó là người anh của mình, thưa quý vị. Đó là cái nội dung mà buổi tối ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị xung quanh cái câu chuyện của anh hai, một số những cái nội dung liên quan đến cái vấn đề pháp lý kiện tụng của Hồng Loan, tôi Nguyên cũng sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị trong những nội dung và video mới tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.